thân mến, như vậy là chúng ta đã có hai gương mặt bước tiếp vào vòng tiếp theo, đó chính là Bích Trâm và Ôn Vĩnh Quang. Họ sẽ tiếp tục thể hiện hai sáng tác của hai người nhạc sĩ khách mời trong đêm nay. Và đó là những sáng tác nào? Mời quý vị cùng đến với vòng tiếp theo của chương trình Sắc Màu Thời Gian The Cover Show. Thưa quý vị, có người nói với tôi rằng chuyện tình yêu kết thúc viên mãn nhất khi mà hai người không còn vương vấn, không còn can dự, không còn hằn học về nhau nữa. Nhưng nếu như mà kết thúc như vậy thì quả là tình yêu viên mãn rồi, đúng không ạ? Có những câu chuyện tình yêu sau khi kết thúc, người này hết yêu nhưng người kia còn yêu sâu đậm. Hai người rất yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Thậm chí có câu chuyện của anh bạn tôi, khi mà thấy người yêu cũ của mình có người yêu mới. Thế thì họ sẽ xử lý như thế nào, chia sẻ ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của Hamlet Trương qua giọng hát nồng nàn của Ôn Vĩnh Quang. Thay thế tôi quan tâm về em.
Ngày mai tôi sẽ yêu một người giống em. Bây giờ người ta sẽ hơn chăng? Tôi bất công vì còn thương em. Hình dáng của em như là lời nhắn cho tôi rằng Sài Gòn lạc nhau là mình. Kẻ người đi lối vô tình. Người ta thay thế tôi bên em, thay thế tôi yêu em, thay thế tôi quan tâm đến em. Người ta thay thế tôi bên em, thay thế tôi yêu em, thay thế tôi quan tâm đến em. Xin được chúc mừng ông Vĩnh Quang, cảm ơn tiếng đàn của anh Dũng Đà Lạt và cảm ơn anh Vô Long Huy Đạt, cảm ơn hai anh. Trời ơi, cái bộ đôi kết hợp đâu mà hay quá. Thưa quý vị, cái đau nhất là chúng ta thấy người yêu cũ có người yêu mới mà còn nắm tay nữa đúng không ạ? Tại vì nó sẽ làm cho lòng mình nó vừa ghen, vừa đố kỵ, vừa tức và thậm chí vừa đau nữa. Tôi thấy Phạm Quỳnh Anh kiểu giống như lại bị sát muối vào tim lại một lần nữa khi mà cô ấy nghe và vỗ tay thắm đúng không em? Người yêu cũ có người yêu mới ha em. Bây giờ em nghe bài này em thấy mọi thứ nó đã đi qua và nó thật sự nó rất là nhẹ nhàng rồi. Nhưng mà em đang thấy thương cho bạn Quang á. Những cái cảm xúc trong âm nhạc á, chúng ta không cần phải là cái người bước qua chuyện đó hay là trải qua chuyện đó. Thì cái không khí này, cái bài nhạc này, bản phối và khán giả nó cũng đã đủ sự cộng hưởng để cho khiến người nghệ sĩ có thể xúc động rồi. Mà đây bạn lại còn trải qua cái chuyện này thực tế của bạn nữa thì thực sự Quang đang cảm thấy là mình đặt cái vị trí của mình đứng ở trên ấy. Và Quang rất là giỏi khi mà em giữ bình tĩnh để mà thể hiện trọn vẹn ca khúc này. Thì thiệt sự là nãy giờ ngồi nghe á, Hamlet Trương bên cạnh cứ nói là hay, nổi da gà thiệt sự. Là đó là bởi vì bạn ấy vừa là người sáng tác, vừa là người hát bài hát này. Thì cái sự cảm nhận bạn ấy sẽ gấp nhiều lần những cái người xung quanh. Nhưng mà ở phía của Quỳnh Anh thì Quỳnh Anh vẫn nói những cái gì rất là chân thành đối với Quang là cố gắng nhá, vượt qua, mạnh mẽ lên, rồi mai mốt khi mà mình đã vượt qua được rồi á, mình quay trở lại, mình nhìn quãng thời gian này, mình sẽ cảm thấy mọi thứ thật là nhẹ nhàng, thật là đẹp, không có gì phải buồn nữa. Và xin chúc mừng cho Quang trong tiết mục vừa rồi. Cảm ơn ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Nhưng mà anh hỏi thiệt là cái sự tha thứ trong em đã có chưa hay là em vẫn còn đang suy nghĩ về câu chuyện đã làm tổn thương em đó? Bản thân của em lúc nào cũng phải tha thứ là trước tiên. Tại vì tình cảm thì mình biết được một điều là không thể nào ràng buộc được. Một người có, một người không cũng không được. Cho nên là em không có trách người khác. Mình chỉ có buồn thôi chứ em không có trách hờn hay là giận dỗi gì hết. Vâng, thế thì anh nghĩ đó cũng là một điều hay. Bởi vì em đem cái buồn đó vào trong âm nhạc của mình và em kể nó ra cho mọi người nghe, em trải cái nỗi lòng đó của mình, thì có cũng là cái cách để chúng ta có thể làm cái nỗi đau nó vơi đi đúng không ạ? Đúng vậy. Nên thứ tha cho người cũng là tha cho ta. Đúng rồi. Đó là lý do tại sao mà những nhạc sĩ họ viết những cái ca khúc đó, nhiều khi nó là câu chuyện của một ai đó, nhưng đôi khi đó là câu chuyện của chính mình. Đúng không anh Nguyễn Hồng Thuận? Vâng ạ. Đối với một số tấm chiếu mới như Hamlet Trương hay là... Tấm chiếu mới đúng, hả đúng, anh? Tấm chiếu mới, chưa từng trải. Người ta yêu trước anh á, người ta yêu từ năm 19 tuổi. 19 tuổi nhưng mà cái năm 19 tuổi nó khác, hiểu không? Còn anh hai mấy tuổi mà nó năm trước đó nữa, nó khác nữa. Thì nói là nói như vậy thôi.
Chứ thực ra thì nỗi đau nó cũng như vậy, chẳng qua là bản thân mình quen dần với cái nỗi đau đó, chứ nó cũng chẳng hề suy xuyển gì đâu, nó cũng ở đó thôi. Mà là do mình quen, mình biết là à nó vẫn nằm đó và từ từ mình chôn nó vào trong. Em xin lỗi, nhưng mà khi anh nói em nhận thấy được vẻ mặt không đồng ý của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy à. Xin hỏi tôi không quan xin tâm, được hỏi quan là anh cũng là một trong những thành viên của bản phối này, anh có điều gì mà có vẻ không hài lòng với anh Nguyễn Hồng Thuận, xin anh có thể chia sẻ không ạ? Xin hỏi anh không đồng ý với quan điểm đó hay là anh không đồng ý với cái điều gì ạ? Thuận là một người rất là nhiều nỗi đau chắc chứa ở trong nội tâm của mình á. Cảm giác như vậy chỉ có hai dạng người thôi. Một là một người đã từng có rất là nhiều người yêu, người ta mới hiểu về phụ nữ rõ như vậy. Còn hai, có thể là mình là một người phụ nữ, mình mới hiểu về phụ nữ rõ như vậy. Thì tới bây giờ thì Duy vẫn hy vọng là Thuận sẽ là một người đã trải qua rất nhiều cái cuộc tình và hiểu được rõ cái nỗi lòng của người phụ nữ đó. Hy vọng là như vậy Thuận ạ. Không, trong tim của mình thì Thuận vẫn là một người đàn ông chân chính. Tôi tiếp tục câu chuyện được không ạ? Sau chương trình này họ không còn chơi với nhau nữa đâu ạ. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với anh Nguyễn Hồng Thuận tiếp tục chia sẻ đi ạ. Vâng ạ, đấy. Thì nãy anh nói với Quang rồi, cái đó là những tấm chiếu mới đúng không? Còn đối với những cái tấm chiếu mà trải lâu năm nó dừ như anh rồi á, thì khi mà em hát bài này em sẽ hát theo một cảm xúc rất khác, rất bình thường. Ví dụ nha, người yêu cũ có người yêu mới, hai đứa bên nhau tôi nhìn tôi cười. Cái kiểu vậy không? Đâu mình dai rồi, mình là một tấm chiếu nó trải quá nhiều rồi, không còn đau nữa em à, quen với nỗi đau rồi, hiểu không? Cho nên là cái đó là không đau vì quá đau đúng không ạ? Đúng rồi, cứ thoải mái đi em, mình cứ sống, mình cứ yêu, mình cứ trải nghiệm đi, rồi cuộc sống sau này nó sẽ dạy cho em rất nhiều những bài học và nó làm cho em lớn lên, và khi đó em sẽ thấy nỗi đau nó nhỏ lại. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thật ra đây là một bài hát được viết từ một cuốn sách. Và cái tác phẩm này, cái năm 2016 nó là một trong những hiện tượng của làng văn học Việt Nam, khi mà nó có thể bán đến 100.000 bản vào trong một cái thời gian rất là ngắn. Cuốn sách này là của Iris Cao. À, và Iris Cao, cái hôm mà Iris mời Trương đến cái buổi họp báo á, thì Iris cũng muốn Trương lên hát. Xong rồi Trương mới nói là thôi bây giờ nếu mà đến một họp báo của bạn mà lại hát một cái bài không liên quan gì hết thì thôi nó cũng không được hay. Thế là trong vòng 10 phút luôn trước khi bắt đầu buổi họp báo thì Trương viết một bài hát mới. Wow. Và vẫn còn cái tầm cầm tờ giấy đọc trong vòng 10 phút. Nhưng mà lên hát bài hát này xong thì sau đó thì cái cuốn sách này nó thành công. Và bài hát này cũng được rất nhiều những người bạn trẻ yêu thích thời điểm đó. Là bản hit của Hamlet Trương đấy ạ. Vâng, như vậy là nếu muốn mà Hamlet Trương mà cứ sáng tác ra một ca khúc mới thì quý vị cứ mời Hamlet đến họp báo. Vâng, cảm ơn Hamlet Trương đã chia sẻ cái câu chuyện này, lần đầu tôi mới biết đó. Tôi cứ tưởng là bài này là viết theo cái cảm xúc của mình, hóa ra là nó đến từ một cái sự kiện, một cái câu chuyện như vậy. Xin mời anh Đương Hoàng Phúc, anh có chia sẻ điều gì không ạ? Từ đầu tới giờ anh vẫn giữ nguyên một cái cảm xúc khi mà nghe Quang thể hiện cái bài hát của mình. Và anh nghe đâu đó giống như là em đang trải lòng mình trong cái câu chuyện tình của mình bằng những cái bài hát mà em chọn. Thì thực sự là bài hát vừa rồi anh nghe cũng thấy rất là cảm xúc, nghe rất là thích. Anh được ngồi anh lắng nghe từ đầu đến cuối những cái phần hồn của em nhả vào trong cái bài hát, và anh đã bị cuốn theo bởi cái giọng hát của em. Còn giọng hát em vẫn có một cái gì đó đặc biệt đối với anh, rất là lạ. Và anh nói thật thì anh có bị nhớ đến một cái người yêu cũ nào không? Cái này là mình cái gì cũ thì nó không có vấn đề gì đâu, vợ anh. Vâng, anh sẽ ơi, cái đoạn này tụi em không có quay hình đâu, anh không, cứ tâm anh sự. Thì, anh thì không nhớ người yêu cũ nào đâu. Nhưng người yêu cũ nhớ anh không thì anh chưa biết. Xin được cảm ơn bốn vị khách mời của chúng ta. Xin được cảm ơn ông Vĩnh Quang. Chúng ta sẽ gặp lại bạn sau ít phút nữa nha.